Hello, welcome back to the chơi Stick Direct. Một cái vẹo gì vậy? Giáng sinh à? Có những điều có một lá thư. Chúng ta gửi lá thư này xem nào. Wow. À, dán rồi. Ok. Cái phiên bản này hay bị lỗi. Xanh hay đỏ? Quá nhỏ nổi đưa ngay đến cái ông cảnh sát mới đem đi. Đây là cái mặt nạ phòng độc nhé, mặt nạ phòng độc này. Zombie, chúng ta sẽ thử cái tinh thể băng này. Ông đây ông dùng cái máy sấy, ông sấy ông phát ra xong rồi mất hết thì tác dụng. Đây có vẻ cách trốn trốn thoát không, chúng ta xem nào. Đây không phải là cách trốn thoát. Quả đen, chúng ta dùng pháo hoa. Thiệt là không ổn. Đây đây đây, có một cái cây này. Cái này là cưỡi cưỡi tuần lộc này. Hết xăng, ôi hết xăng, hết xăng. Không được suôn sẻ cho lắm. Chúng ta sẽ scare teacher. Cái mặt này chúng ta sẽ cần phải đi đi lấy cái bột xi măng này trộn với cái kem đánh răng, à kem sữa rửa mặt của bà giáo. Đây sẽ là một màn rất là hay. Bà này bà đang ở trong phòng tắm. Mình phải đi theo cái con đường này thôi. Chúng ta sẽ lấy cái bát này. Ủa không nhảy qua đây được. Không nhảy qua đây được, cái cây gì.
cầm cái bát đi, kiểu đi ăn xin đi. What? Ô, mình còn thiếu cái gì không nhờ? Chúng ta thì đủ rồi, đủ rồi. Cái màn này có thêm cả cái ông hàng xóm này nữa. Đừng để ông ta nhìn thấy. Ông ta nhìn thấy là và chúng ta sẽ bị thua. Đi cái đường này rồi kiểu ông hàng xóm ông nhìn thấy là hỏng hết việc. Rất xa thì chứ đừng cho nhìn thấy và cái bị đuổi nó thôi tất cả ngày. Đứng lên đây thôi. Ok. Nhìn cái mặt trông thốn thôi. Funny. Chúng ta sẽ chơi một cái sự kiện bất kỳ nào. Hôm qua có cái sự kiện hay lắm mà chúng ta không được chơi. Cướp đoạt à? Ôi. Mình còn chưa kịp phải ra chiêu. Bibi, come on. Đau đầu. Ôi trời ơi, cuối cùng thì mình cũng tử vong.
hơn khoảng hơn một phút nữa. Đúng rồi, chị gì? Hai mươi máu thật là cay. Chúng ta vẫn sống sót tới 20 máu. Mình đang đi vào đây là vừa máu đây. Ôi dồi ôi, tiếp ngay. Chúng ta nấu lên. Ôi dồi ôi, chưa kịp tung chiêu. Quả nhiên tung được cái quả. Ôi dồi ôi, bay cả đội hình luôn. Chúng ta chơi Friday the 13th. Mình di chuyển. Ô, cái gì đấy? Ôi là là. Sáu nước, chúng ta có sáu nước đi rồi. Vừa tròn sáu nước luôn, vẫn thừa. Chúng ta đạt rank 6. Khó vượt qua thế, mình vẫn vượt qua, chứng tỏ là rất siêu. Ok mam. Trời ơi, cái game này. Tên sát nhân này. Mình sẽ đến một màn tiếp theo đây. Chúng ta chơi Siren. Kìa. Kìa 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 kìa. Nó kìa rồi, nó kìa rồi. Anh em ơi. Đâu 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 đâu. I see you.
Ui, nó đây này, nó đây này. Nhìn đi. Ủa, nó đuổi thật à? Chỉ bài đường võ nghĩ cơ bản là mình mình đã lừa được cái con này rồi. Chúng ta đã có chìa khóa của KK. Có dìu trong tay rồi nè. Có búa, 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 nhầm đây cái búa. Nói là cái dìu là sai. Đau lòng quá. Yeah. Sao cái con này nó di chuyển bắt đầu mới một hình. Khai hỏa đây. Bố trò này kiểu vừa đá bắt về sao mà nó hướng dẫn chơi từ đầu này. Zoom vào màn hình rồi. Đây. Dạng quái vật này. Mục tiêu chúng ta. Bên này bắn chả thấy hơi hơi ấn gì cả. Yeah, chúng ta đang chơi trong màn 26.
gì đây? Chị à? Công đít. Giữ hầu 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 cái gì đây, nối mạch điện này. Con nào con ma sói. Ủa đây là ma sói à? Yeah. Thành ma thôi, thành ma nhưng vẫn làm xong nhiệm vụ được càng tốt, đi xuyên tường. Gì đây? Tín hiệu SOS này vậy, gây đấy, nguy hiểm đấy. Ôi trời ơi. Thank you.